kẹp á. Ghê quá. Cái cầu này là cây cầu tạm, được người dân địa phương thì người ta làm để đi bộ qua cầu để đi khu sản xuất. Bây giờ chỗ này sập rồi này. Ghê quá, cảm giác mạnh luôn. Cái suối này mùa nước lên là nó rất là dữ, chảy rất là lớn. Và chính là một cây cầu tạm của người dân địa phương làm để tạm đi khu sản xuất. Hiện tại thì nó đã xuống cấp nghiêm trọng rồi. Như các anh chị đã thấy là cái lót ván để mà xe đi bộ đi qua hầu như là đã bị hỏng mục. Và hành lan can đây rất là tạm bợ, đi qua cầu rất là nguy hiểm. Cầu có độ dài rất là lớn. Bắc qua sông suối, con suối này rất là lớn, khi mà nước mùa mưa lũ về chảy rất là lớn. Cây cầu này nếu hoàn thiện thì sẽ là cây cầu thứ tư về kết nối từ hành trình về với Buôn Làng về cho người dân tại Đắk Lây. Những cây cầu rất là ý nghĩa mà anh em câu lạc bộ đã kết nối về được cho bà con Đắk Lây. Đi qua cây cầu này đúng là cảm giác mạnh luôn, rung lắc khủng khiếp. Những cái ván lót thì đã mục hết rồi, đi không khéo là lọt chân xuống. Từ từ kẹt đây. Quay lên có ngôi nhà nhỏ xinh xinh nhỉ. Ăn cơm kìa, bố quay ăn cơm kìa. À, hai ông bà ăn cơm hả? Chào ông bà. À, đi làm buổi trưa đi làm ở đây luôn à? Lúc đi làm đỡ không về, đỡ phải về nhà nhỉ. Về nhà. Dạ. Ok. Ăn cơm thôi, ăn cơm cùng với cả hai ông bà đang đi làm bên giấy ở bên này này. Cơm này. Đó. Cơm muối này. Muối này cực kỳ ngon luôn. Ăn không? Ăn được cơm trắng không là cũng ngon rồi. Ăn thịt này như ăn không ngon. Ở đây mà không đi bẫy chuột đâu ông già.